chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Và ngày hôm nay đây, trước mặt mình là một chiếc máy cưa xích chạy bằng điện. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Chiếc máy cưa xích này có model là CXD2000 của thương hiệu Oshima và được phân phối bởi công ty cổ phần công nghệ Vinmark. Như mọi người có thể nhìn thấy, và ở trên máy thì bên mình cũng có dán địa chỉ cũng như là kèm theo website của nhà mình, thì mọi người có thể là tham khảo. Máy sẽ được trang bị với motor là 2kW với tốc độ vòng quay lên tới 7.000 vòng trên 1 phút. Đây mọi người có thể nhìn thấy, ngay ở trên máy cũng có dán thông số. Và máy sẽ được sử dụng điện gia đình của chúng ta, điện 220V. Với motor 100% là dây đồng nên là mọi người hoàn toàn yên tâm và được bảo hành chính hãng bởi Vinmark trong vòng 1 năm. Mình được trang bị lan xích 16 inch là tương ứng với 40cm. Mọi người có thể cắt các cái khúc gỗ có đường kính lên tới 30. Với việc trang bị motor 2kW thì giúp máy cực kỳ là khỏe. Mình có thể cắt được những cái khúc gỗ to mà mình sử dụng điện như thế này, không gây ra tiếng ồn lớn cũng như là không gây ra khói bụi trong quá trình mà mình làm việc. Một chiếc máy cưa xích rất là nhỏ gọn với tổng trọng lượng chỉ lên tới 4,7 kg thôi, bao gồm cả lan xích rồi mọi người ạ. Nên là trong quá trình chúng ta sử dụng cũng rất là an toàn, rất là nhẹ nhàng. Sản phẩm của Oshima có công nghệ dây chuyền của Nhật Bản nên là giúp cho máy của chúng ta hoạt động một cách bền bỉ, khỏe mạnh. Trong quá trình chúng ta sử dụng CXD2000 này thì chúng ta có thể sử dụng để cắt các cành cây, các cành gỗ ở trong sân vườn nhà mình hoặc trong nương rẫy. Ngoài ra thì trong các cái cơ sở chế biến các sản phẩm từ gỗ, mình cũng có thể sử dụng thiết bị này bởi vì nó cực kỳ là nhỏ gọn, không gây ra ồn và không gây ra bụi. Một sản phẩm cực kỳ là hữu ích và mang lại hiệu quả cao trong quá trình sử dụng của mọi người. Mình có thể là cắt gỗ này. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này cũng như là mua hàng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website maymocviet.vn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và Vinmark luôn luôn cung cấp những sản phẩm mà các bạn cần. Hãy đến với chúng tôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.